Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Minh Vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta in cái tài liệu ở ngoài Comini 7-Eleven. Thì in tài liệu nó có nhiều dạng và theo nhiều yêu cầu của chúng ta. Thì hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn, thứ nhất là in tài liệu, thứ hai là in màu này, có màu này, in trắng đen và in hai mặt các bạn nhé. Đây, in hai mặt. Và chúng ta sẽ chọn được cái phần tài liệu mà mình muốn in, còn phần nào mình không muốn in thì mình không in. Giả dụ như kiểu trong một cái tệp mà chúng ta tải về, hoặc là tệp mà chúng ta có ấy, thì chúng ta chỉ muốn in một vài trang thôi, thì chúng ta có thể chắt lọc từng trang ra và những cái trang kia chúng ta không cần in cũng được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta in như thế nhé. Nào các bạn làm theo mình nhé. Trước hết thì chúng ta chuẩn bị cái tài liệu để in. Tốt nhất ấy, thì chúng ta nên gửi cái file vào trong cái email của chính mình để dễ tìm kiếm. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái email lên và để chế độ xem ấy, và nhấn vào cái biểu tượng chia sẻ của mỗi dòng điện thoại và chọn sao chép đến cái phần mềm copy của 7, đó là phần sao chép đến multi copy. Và tự động thì phần mềm in ấn sẽ được mở ra. Chúng ta sẽ chọn vào cái mục mà Fujitsu Printer. Ở đây chúng ta ấn OK để xác nhận tệp tài liệu chúng ta chọn là đúng. Ở trên máy in thì chúng ta cũng chọn vào mục Printer, để là Printer là in ấn các bạn. Và chúng ta chọn vào Fujitsu Printer là in ấn thông thường và chọn chữ đế Susumu. Chọn vào cái biểu tượng Wi-Fi và đây chúng ta sẽ chọn cái mục iPhone hoặc là Android phù hợp với cái dòng điện thoại mà chúng ta sử dụng để in ấn. Mình sẽ iPhone và ấn chữ đế Susumu. Tiếp theo ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ chọn vào cái chữ Soshin ở bên góc bên tay phải của màn hình và chọn vào kết nối để cái tệp này nó được kết nối truyền với lại cái máy in. Thì chúng ta sẽ đợi một chút cho điện thoại kết nối với wifi của máy in. Rồi sau khi mà nó kết nối thành công thì nó tự động nó sẽ truyền cái tệp từ điện thoại sang máy in. Nó cũng nhanh thôi, nếu như mà tệp nhẹ thì nó nhanh thôi. Rồi bây giờ thì cái tệp đã được truyền sang cái máy in thành công thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng điện thoại nữa. Bước tiếp theo chúng ta chỉ cần bấm vào cái nhận hoàn thành và bấm tiếp tục thôi. Ở đây chúng ta vẫn chọn cái Fujino là in thông thường và chúng ta sẽ chọn lại cái hình thức là cái tệp mà chúng ta vừa truyền để xem lại có đúng hay không. Và chúng ta chọn vào Kore de Keteji. Và nếu bạn nào muốn in thông thường thì chúng không in tất cả cái tài liệu, chúng ta bấm vào Kore de Keteji tiếp. Còn nếu chúng ta muốn in chỉ định một vài trang thì chúng ta chọn vào Shite Shita Peji đấy. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được cái số trang bằng mũi tên. Ở bên tay trái là số trang bắt đầu và bên phải là số trang kết thúc. Sau khi chỉnh xong thì chúng ta bấm vào nút tiếp tục vào cô đế đế nhé. Cô đế kết tê để xác nhận để tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ chọn photo màu và trắng đen, chọn khổ giấy. Riêng phần này thì chúng ta có chọn Sinai, không cần phải chọn lè, gọi là lè đi. Và bấm vào Kore de Keteji
Rồi chúng ta sẽ bỏ tiền vào trong cái khe bỏ tiền và bấm printo stato để bắt đầu in ấn. Chỉ đợi một tí thôi thì máy in sẽ in xong và chúng ta sẽ lấy giấy ở dưới khay, lấy đưa giấy ra. Và thành quả ở đây chúng ta có được một bản in màu và mình chỉ in có một trang thôi, mình không in hai trang. Tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in hai mặt. Chúng ta cũng thao tác giống như kiểu là in như trước thôi. Nó chỉ khác là tới cái phần thiết lập thì các bạn xem theo video. Mình sẽ bấm tiếp tục tới phần đó thì mình sẽ lưu ý với các bạn một chút thôi là nó sẽ xong thôi. Chúng ta vẫn kết nối bình thường và truyền lại tệp bình thường. Còn nếu các bạn nào nãy mà không thoát ra mà chỉ ấn nút trở lại thôi ấy, thì chúng ta có thể thao tác tiếp luôn. Nhưng mà mình muốn làm từ A đến Z cho các bạn dễ hiểu ấy, nên các bạn chú ý xem cho nó kỹ để cho nó dễ. Phần mềm này cũng dùng để in ảnh và scan. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách in tài liệu thôi. Còn in ảnh mình đã có ở trong một cái video khác trên kênh của mình. Nếu bạn nào mà vẫn chưa biết cách in ảnh để làm kỷ niệm thì chúng ta có thể xem video này nhé. Giá của một in ảnh ở ngoài Con Mini thì nó khoảng chừng 30-40 yên. Mình quên mất rồi. Nhưng mà chất lượng ảnh ở đây thì tương đối là đẹp, tại vì máy in này là máy in đời mới các bạn nhé. Rồi tới bước này thì chúng ta vẫn chọn photo màu hoặc trắng đen. Mình sẽ in trắng đen để tiết kiệm hơn, vì in trắng đen chỉ có 10 yên một mặt thôi. Và mình sẽ chọn khổ A4. Riêng khổ A3 thì giá nếu như photo trắng đen thì giá bằng nhau, nhưng màu nó sẽ khác. Ở phần chốt tổ này thì nó gọi là cho nhỏ đi một chút. Thì mình thích thì mình cho nhỏ, không thích hình nhỏ hơn thì mình để Sinai hoặc sư rự tùy. Ở phần này thì chúng ta thiết lập nâng cao, thì chúng ta ở phía trên ấy thì chúng ta sẽ in hai mặt và ở phía dưới là in sách. Phần in hai mặt chúng ta sẽ chọn vào cái giữa này nhá, để in theo cái chiều dài của khổ giấy. Đại khái là chúng ta in như thế thì nó đúng với cái tài liệu theo chiều dọc đó. Và chúng ta sẽ bấm tiếp tục là bấm vào khổ đế đế kết tê di là được rồi. Và đây chúng ta cũng vẫn cứ bỏ tiền vào trong khay bỏ tiền. Đây, mình sẽ quay cụ thể chỗ cái khay bỏ tiền cho các bạn xem luôn. Rồi, sau khi mà chúng ta sẽ nhìn vào trong cái bảng hiển thị hoặc là trên màn hình, nó cũng hiển thị cái số tiền mà chúng ta đã bỏ vô. Và chúng ta sẽ bấm Printo Stato để bắt đầu in ấn. Bây giờ mình in 3 mặt. Các bạn lưu ý là in 3 mặt, người ta tính theo mặt chứ người ta không tính theo tờ nha các bạn nhé. Giá thì người ta cũng tính theo mặt, nên mình in có 3 mặt sang 2 tờ thì nó vẫn mất 30 yên. Rồi bây giờ thì chúng mình cùng xem cái thành quả nó ra như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ở dưới phần khay lên. À,
tiếp theo đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sẽ tải cái phần mềm copy về trong điện thoại. Thì đối với điện thoại iPhone thì chúng ta vào App Store, còn đối với điện thoại Samsung Android ấy, thì chúng ta vào trong CS Play nhé các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ gõ với từ khóa là 7-Eleven hoặc là như 7-Eleven Multi Copy này nhé. Thì các bạn gõ như thế nào cũng được, miễn là chúng ta tìm thấy cái phần mềm này. Phần mềm này vì là 7-Eleven nó có ở tất cả trên thế giới, kể cả Việt Nam cũng có, nên ở kho tiện ích, kho ứng dụng nào cũng có các bạn nhé. Các bạn có thể tải ở kho của Việt Nam, mình đang ở cái điện thoại này đang ở kho cái vùng là vùng Việt Nam. Đó, chúng ta tải và mở ra thôi. Đó, nó cũng định vị theo cái vùng và nó sẽ định vị ngôn ngữ theo cái quốc gia đó. Không sao hết. Rồi. Các bạn ơi, các bạn coi video của mình, thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để đón nhận thêm nhiều video mới của mình nhé. Xin chào, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.